Call my line if you're free tonight. Apple eye, you're the one this time. Override, always on my mind. Not alone, you're here with me. Call my line if you're free tonight. Các bạn đã quay trở lại với It's Me Journal. Mình là Trâm, một barista yêu thích những trang sổ. Tuần này Trâm sẽ chia sẻ với các bạn những layout có trong Bullet Journal dành cho những bạn sáng tạo nội dung. Đây là bullet đầu tiên Trâm setup riêng cho mảng sáng tạo nội dung. Trước đây thì những layout này nó sẽ được gắn kết trong bullet setup cho cuộc sống. Nhưng giai đoạn 1 của Trâm gần kết thúc, vì vậy chuyển sang giai đoạn 2, Trâm nghĩ là mình cần chuyên sâu hơn cho mảng sáng tạo. Vì vậy mà Trâm sẽ sử dụng Google, một quyển Google riêng luôn dành cho sáng tạo nội dung. Trước đây thì Trâm thường lên những nội dung ở trên Notion. Thật ra thì Trâm vẫn lên kế hoạch thường xuyên trên Notion dành cho mảng nội dung này. Ở trên Notion thì chắc chắn nó sẽ có những cái điểm tiện ích riêng cho nó. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này Trâm vẫn muốn là mình tách biệt hơn với công nghệ. Trâm chỉ muốn là mình tập trung hoàn toàn tại thời điểm đó cho phần lên ý tưởng. Trâm không muốn bị sao nhãng bởi những app cũng như là những trang web. Vì vậy thì Trâm set up riêng cho mình một quyển Google dành riêng cho sáng tạo nội dung. Tuy vậy thì Trâm vẫn sử dụng những layout có trên Notion dành cho những mục đích chi tiết hơn trong các bước triển khai ý tưởng. Và bây giờ đã cuối năm 2024 rồi, vì vậy Bullet Journal cho Content Writer Trâm sẽ set up cho 3 tháng cuối năm và cả luôn năm 2025. Mong rằng một quyển Bullet này nó sẽ đủ để Trâm có thể sử dụng đến hết năm 2025. Mong rằng là như vậy, nhưng mà không biết là có đủ hay không. Tạm thời thì cứ set up như vậy trước đi ha. Và trước khi cùng Trâm set up những layout này, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm channel của Trâm, thì hãy để lại cho Trâm một like, một đăng ký kênh, giúp cho Trâm có thêm động lực để ra tiếp những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì Trâm và các bạn sẽ cùng nhau bắt tay vào layout đầu tiên của Bullet Journal cho Content Writer. Trong layout Content Planner, chủ yếu là Trâm sẽ tự vấn bản thân mình khi làm nội dung. Cơ bản, Trâm muốn những nội dung của Trâm được đưa ra nó đều có mục đích, nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Hay là Trâm sẽ trả lời những câu hỏi như là: nội dung này vì lý do gì? Bài học của nó là gì? Đại loại là như vậy. Thì trong layout này Trâm sẽ cố gắng đào sâu để trả lời những câu hỏi giúp cho những nội dung của Trâm trở nên ý nghĩa hơn. Bên tay phải thì Trâm set up một trang random để giải phóng những suy nghĩ vô định trong não của mình. Layout này chủ đích viết xuống những ý tưởng kiểu như là nó bất chợt. Trâm thì chưa biết đưa nó vào đâu. Cứ như thế thôi, Trâm cứ viết ra và giải phóng những suy nghĩ của bản thân mình. Khi nào mà Trâm cần sử dụng thì Trâm sẽ set up nó và triển khai nó thôi. Ở đây Trâm có phân tab cho những layout này. Dọc quyển sổ là những nội dung của layout, những nội dung lớn. Chiều ngang của sổ sẽ là những nội dung trong tập hợp con của một chủ đề lớn nào đó. Điển hình là layout về mục tiêu đi, thì Trâm sẽ có là layout về random này, layout về mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba, các cột mốc của mục tiêu, vân vân. Và cứ như vậy mỗi trang sẽ là một nội dung. Trong layout về mục tiêu, Trâm thì luôn muốn cụ thể. Và trong giai đoạn năm 2025 này sẽ chỉ có hai mục tiêu thôi. Khi đặt mục tiêu, Trâm phải tự hỏi là lý do là tại sao Trâm đặt mục tiêu này. Vì lý do gì Trâm thực hiện mục tiêu này, kiểu như vậy.
cơ bản là khi mình muốn chọn một mục tiêu và mình thấu hiểu được nó thì mục tiêu đó sẽ dễ dàng triển khai hơn. Trong sẽ luôn đặt dấu chấm hỏi là vì sao chúng ta lại bắt đầu. Ở mỗi mục tiêu thì hành động để đạt được mục tiêu rất là quan trọng. Thì chẳng có gì là dễ dàng cả, đúng là như vậy, không có gì là dễ dàng. Nhưng từng bước nhỏ sẽ dắt cho chúng ta đến thành công lớn. Việc chia nhỏ những mục tiêu thành những cột mốc cũng sẽ giúp Trâm dễ dàng tập trung hơn. Đồng thời, ở mỗi mục tiêu cột mốc này, Trâm sẽ set up một công cụ để tiến dần hơn đến với mục tiêu lớn, mục tiêu tổng thể. Đối với việc đặt mục tiêu, nếu như chúng ta chỉ đặt mục tiêu, chúng ta chỉ set up những điều chúng ta muốn, nhưng chúng ta không có những hành động cụ thể để tiến đến gần với mục tiêu đó, thì mục tiêu đó cũng sẽ không còn hiệu quả nữa. Việc lập kế hoạch cũng như là chia nhỏ bước hành động, nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng tiệm cận hơn với mục tiêu. Và trong layout mục tiêu này, Trâm cũng sẽ có một phần rất lớn, một không gian rất lớn cho những bước hành động. Layout cuối cùng trong nhóm xác lập mục tiêu, Trâm sẽ ghi chép lại số lượng những bạn đã follow, những bạn đã đăng ký kênh. Trâm chỉ hoạt động trên 3 nền tảng là YouTube, Instagram và blog. Vì vậy trong layout này sẽ chỉ có thống kê của 3 nền tảng này thôi. Ở mỗi nền tảng, Trâm sẽ ghi chép lại những số lượng followers bắt đầu của tháng và kết thúc tháng sẽ biến đổi như thế nào. Cảm ơn.
Sau khi đã có được mục tiêu tổng quát cho việc làm content, cho việc làm nội dung, Trâm sẽ bắt tay vào thiết kế những layout của tháng. Tiếp theo sẽ là nhật ký hàng tháng. Ở nhật ký hàng tháng này, Trâm sẽ gắn một chiếc lịch. Công dụng của chiếc lịch này là giúp cho Trâm lên trước những bài đăng Trâm sẽ đăng trong tháng như thế nào. Ở mỗi ô như vậy có không gian rất lớn, vì vậy Trâm sẽ ghi chép lại hết tất cả những nội dung mà Trâm sẽ dự định đăng hoặc là chuẩn bị đăng trong tháng 10 này. Ngoài ra, Trâm còn sẽ liệt kê luôn cả những việc Trâm sẽ làm ở mỗi giai đoạn, ở mỗi ngày để chuẩn bị cho việc đăng nội dung. Bên cạnh lịch này sẽ là danh sách những mục tiêu của tháng, những mục tiêu nhỏ, mục tiêu cột mốc của tháng và ghi chú. Layout cuối cùng đó là layout về ý tưởng viết nội dung. Mỗi tuần triển khai như thế nào, Trâm sẽ ghi chép vào đây. Ở mỗi ô như vậy sẽ là một ý tưởng. Ý tưởng đó sẽ triển khai như thế nào, các bước thực hiện như thế nào, những yêu cầu và mô tả về ý tưởng đó, Trâm sẽ liệt kê vào đây. Trong bullet journal dành cho những bạn reader, Trâm sẽ không đi sâu vào danh sách những việc cần làm trong ngày nữa, mà sẽ chủ yếu tập trung vào mảng phát triển nội dung, có nghĩa là mình sẽ liên tục suy nghĩ, liên tục random và ghi xuống những ý tưởng, những nội dung mà mình đang dự định làm, mình đang dự định triển khai và có mong muốn triển khai. Và đây cũng là layout cuối cùng trong bullet journal dành cho những bạn sáng tạo nội dung. Trâm mong rằng những layout này sẽ giúp đỡ Trâm trong chặng đường sắp tới hoàn thành mục tiêu, hoàn thành những dự định trong giai đoạn 2 này. Và cũng mong rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình ghi chép rồi liệt kê ra những mục tiêu, những việc mình cần làm cho mảng nội dung, cho những nền tảng mà các bạn đang hoạt động. Và bây giờ Trâm và các bạn sẽ cùng nhau xem lại toàn bộ những layout có trong bullet journal dành cho những bạn sáng tạo nội dung nha. Trâm rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trâm trong thời gian vừa qua. Trâm mong rằng chúng ta sẽ còn cùng nhau đồng hành trên chặng đường sắp tới. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt. Just take it slowly, 늦은 마음